Ngày 6 tháng 8, ông Nguyễn Quốc Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn có một ngư dân trúng đậm luồng cá ngừ sau 6 chuyến đánh bắt cho doanh thu bán cá hơn 10 tỷ đồng. Đó là ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1975, ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Theo ông Cảnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, mỗi chuyến đi biển, tàu của ông đánh bắt được từ 30 đến 50 tấn cá ngừ, cá nục, cho thu nhập từ 1,7 tỷ đồng đến 1,9 tỷ đồng mỗi chuyến, đạt doanh thu hơn 10,2 tỷ đồng đến 11,4 tỷ đồng. Đến nay, gia đình ông Cảnh có 3 tàu đánh cá loại lớn, 2 tàu 430 CV bằng gỗ và 1 tàu 829 CV. 2 tàu cá bằng gỗ tạo việc làm cho 22 lao động, còn tàu cá 829 CV theo Nghị định 67 tạo việc làm cho 12 bạn thuyền. Mỗi chuyến ra khơi, mỗi lao động được trả 7 triệu đồng. Để phát hiện luồng cá từ xa, ngư dân Cảnh đã sắm máy định vị để dò cá trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các tàu của mình. Năm 2018, ông Cảnh được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm 2021 vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3.